Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, thành phố Lào Cai luôn là địa điểm du lịch thu hút đông du khách đến tham quan, mua sắm, kéo theo đó là sự phát triển vượt bậc của hạ tầng cơ sở vật chất. Chính vì vậy, chủ trương quy hoạch, đầu tư phát triển hệ thống siêu thị, chợ thương mại, du lịch trên địa bàn được thành phố quan tâm, góp phần làm cho bộ mặt đô thị của thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị. Chợ du lịch phường Phố Mới thành phố Lào Cai là chợ đầu tiên của tỉnh thu hút được doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng. Chợ đang được gấp rút hoàn thiện, dự kiến đi vào hoạt động trong quý 1 năm 2020. Như vậy, khách du lịch và người dân trên địa bàn tỉnh có thêm cho mình điểm đến để mua sắm vui chơi khá khang trang thuận tiện. Công trình có quy mô 557 gian hàng kinh doanh, tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng. Khi hoàn thành, đây sẽ là mô hình chợ du lịch đầu tiên của tỉnh Lào Cai, với tầng hầm là khu vực để xe. Tầng 1 bố trí các gian hàng, ngành hàng kết hợp khu chợ truyền thống. Tầng 2 được bố trí các dịch vụ nhà hàng, vui chơi giải trí. Tầng 3 sẽ là chợ hải sản phục vụ nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước. Địa danh của phường Phố Mới là một cái vị trí gần ga, gần trung tâm, ngay sát ở cửa khẩu, là cái cửa ngõ để cho khách du lịch quốc tế, nội địa và bản địa và quốc tế lên với cả Sapa. Từ trước đến giờ Lào Cai chưa có nhiều các cái công trình du lịch để khách lưu trú. Vì vậy chúng tôi lựa chọn Lào Cai ngay ga, ngay gần cửa khẩu để xây dựng cái mô hình là chợ du lịch truyền thống của Lào Cai. Chợ du lịch phường Phố Mới có quy mô khá hiện đại, đáp ứng được các chức năng kinh doanh dịch vụ, du lịch kết hợp với chợ truyền thống. Đặc biệt là với kỳ vọng của nhà đầu tư sẽ thu hút tạo điểm đến cho khách du lịch trong nước và ngoài nước. Khi hoàn thành, công trình cũng sẽ tạo thêm một điểm nhấn cho kiến trúc của thành phố Lào Cai, góp phần làm cho đô thị thành phố hiện đại khang trang hơn. Đối với cái chợ du lịch của Phố Mới, đây là một cái điểm cũng rất là quan trọng trong cái vấn đề ví dụ như phát triển du lịch và thứ hai là phát triển thương mại dịch vụ trên cái địa bàn của thành phố Lào Cai. Với thứ hai nữa là qua cái việc ví dụ như là theo cái nghị định 02 của chính phủ, tất cả các cái chợ ở các cái phường trung tâm hay là các cái chợ đầu mối thì là các cái chợ ở khu vực đông người thì là thứ nhất là sẽ kêu gọi các doanh nghiệp đã đầu tư vào. Thì vừa qua đối với thành phố Lào Cai chúng tôi cũng đã kêu gọi được một số các doanh nghiệp đầu tư chợ, nhưng đối với chợ Phố Mới, chợ du lịch Phố Mới, đây là một cái điểm nhấn giữa cái kết hợp với giữa du lịch với lại thương mại dịch vụ. Thực hiện chủ trương xây dựng phát triển thành phố, nhất là với quy hoạch phát triển kinh tế thương mại du lịch trên địa bàn, thành phố Lào Cai đã kêu gọi thu hút một số nhà đầu tư vào lĩnh vực thương mại, phát triển hệ thống siêu thị, chợ văn minh thương mại và giờ đây là chợ du lịch. Đến nay thì công trình chợ du lịch Phố Mới đã cơ bản hoàn thành việc xây lắp thô và đang đi vào hoàn thiện nốt những phần kỹ thuật còn lại như là hệ thống điện, hệ thống cung cấp nước, hệ thống cứu hỏa. Khi đưa vào khai thác sử dụng, công trình chợ du lịch Phố Mới sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, tạo sự bứt phá trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch của thành phố, sớm đưa thành phố Lào Cai lên đô thị loại 1. Cái cảnh quan của chợ du lịch cũng thay đổi về cái đô thị hiện đại, cũng là một cái điểm nhấn cho là một cái thu hút khách đầu tư và cũng là một cái sự trưởng thành của một cái thành phố non trẻ để trở thành cái đô thị loại 1. Và Lào Cai cũng là một cái điểm sáng khi có thêm một cái công trình mà đa tích hợp về dịch vụ thương mại quốc tế, khi mà các cái tour du lịch sẽ hàng ngày sẽ đến Lào Cai, hàng năm sẽ có hàng triệu lượt, không chỉ đến với cả Sapa mà sẽ quay trở lại Lào Cai. Thì đây cũng là một cái điều mà ai cũng mong muốn. Tức là đối với chợ du lịch Phố Mới là nếu mà đưa vào hoạt động thì chúng tôi đang dự kiến và chủ đầu tư cũng đang tích cực để thi công, để hoàn thiện các cái hạng mục công trình, dự kiến là trong quý 1 năm 2020 sẽ đưa vào hoạt động. Thì đối với công trình chợ du lịch Phố Mới, nó là một cái công trình nó mang tính công trình gọi là hiện đại, nó sẽ mang lại cho cái đô thị của thành phố Lào Cai vừa tất cả các tiêu chí để đóng góp vào đủ cái tiêu chí để công nhận là đô thị
A1. Theo quy hoạch phát triển mạng lưới chợ của thành phố, đến năm 2020 sẽ có 18 chợ, trong đó nhiều chợ đã được thành phố đầu tư nâng cấp. Việc quy hoạch phát triển bài bản hệ thống chợ trên địa bàn thành phố Lào Cai có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại, du lịch dịch vụ, đồng thời góp phần chấm dứt được tình trạng chợ tạm, lấn chiếm hành lang vỉa hè, lòng đường bán hàng tại một số tuyến phố, góp phần đảm bảo mỹ quan, an ninh trật tự, an toàn giao thông cho thành phố Lào Cai. Chuyên mục đô thị thông minh của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.